Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tuần Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này mình sẽ giới thiệu với anh chị dòng kìm Cobra mang thương hiệu Cannabis, được sản xuất tại Đức. Mã số của nó là 87 ở phía đầu. Dòng Cobra là cái dòng chuyên về mở siết ống nước, mình siết vật liệu tròn, có thể là mở được các con tán, nhưng mà lưu ý mở tán nó sẽ bị cắn con tán và nó làm xấu đi. Và đây chính là ba dòng kìm xếp từ cơ bản cho đến dòng cao cấp. Đầu tiên sẽ là cái mã 8702250 với giá bán là 830.000. 8722250 nó hơn cái dòng này là nó có thể tự động, cái đầu tự động. Và cuối cùng là cái dòng 8726250. Dòng 8722250 thì giá là 870.000. Còn dòng 8726250 thì giá bán là 1.230.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây là báo giá cho tháng 7 năm 2019. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng loại kìm. Rồi, đầu tiên sẽ là cái kìm 8702250, giá bán là 830.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đây là cái kìm chuyên dùng để mở ống nước hoặc là mình kẹp siết các vật liệu. Vật liệu tròn là ngon nhất, bởi vì những cái hàm răng này của nó cực kỳ là chắc, khi mà nó bám vật liệu rồi thì không thể nào mà trượt được. Thứ hai là cái cán tay đòn của nó, nó thiết kế rất là độc đáo, là chúng ta chỉ cần siết một cái lực nhẹ chúng ta đẩy thôi, không cần phải bóp hai tay thì kiệt, bóp thiệt là cứng hai cái cán tay cầm và chúng ta siết, nhưng mà chỉ cần ở trên đây nó có trọng lực đè xuống thì tự động cái đòn bẩy nó làm cho hai cái hàm này khép kín lại, cho nên trong quá trình thao tác mình sẽ rất là dễ dàng. Rồi những cái hàm răng trên đây làm rất là tỉ mỉ và phải gọi là cực kỳ nhám luôn, nó ăn vật liệu rất là tốt. Thứ hai là chúng ta sẽ mở được tất cả các ống từ 0mm cho đến 35mm, cái hàm nó mở rất là tốt. Còn cái dòng kèm mà nó mở siết cái hàm to hơn thì chúng ta phải sử dụng cái loại dài hơn là 300 hoặc 400, nhưng mà đây là dòng 250, là dòng phổ thông. Và khi sử dụng thì chúng ta sẽ cầm một cái tay cầm này, chúng ta dùng cái ngón cái ta đè xuống thì di chuyển sẽ dễ dàng. Một số anh mới bắt đầu xài thì chúng ta bóp cùng lúc hai ngón tay thì ở dưới nó đẩy lên, ở trên đẩy xuống thì nó sẽ không di chuyển được và nó cũng rất là khó khăn. Đây là cách hướng dẫn sử dụng, chúng ta lướt rất là dễ. Loại thép này là thép vanadin D2, thép của dòng Cannabis thì nó vừa cứng mà nó lại vừa dẻo, dẻo dù chúng ta sẽ bóp nè, nó còn thêm cái độ đàn hồi nữa, nó cứng là chúng ta có thể chịu lực rất là tốt, mà nó có đàn hồi thì tránh tình trạng bị cứng mà gãy. Về cái thiết kế hai cái cán tay cầm nữa cũng rất là đặc biệt nữa. Đây là chúng ta có thể siết và mở rất là nhiều kích thước, tại vì ở đây nó có rất là nhiều cái răng, mình mở thêm 1mm cũng được. Đó là mình đã giới thiệu xong về cái kết cấu ở phần trên. Với phần dưới thì mình sẽ chọn cái dòng 8702, 8722, 8726, bởi vì từ 8702 thì cán tay cầm nó là cán hai màu đen và xanh, là cán tay cầm chống trượt. Khi mình thao tác trong môi trường mà có độ ẩm hoặc tay chúng ta ra mồ hôi hoặc là tay mình tiếp xúc với dầu mỡ thì khi dùng cái kềm này nó sẽ tránh tình trạng bị trượt và chúng ta siết nó có lực hơn. Cannabis Cobra made in Germany. Rồi, mã số 8702250. Giá bán là 830.000, chưa bao gồm phí vận chuyển, báo giá cho tháng 7 năm 2019. Rồi chúng ta sẽ qua tiếp cái kìm thứ hai. Rồi cái kìm thứ hai mang mã số là 8722250 thì nó kết cấu y chang như là cái cây kìm 8702250, nhưng ở đây nó có một cái con chốt tự động. Chốt tự động là khi mà anh chị vô trong góc kẹt á, mình không thể nào đo được cái phi của ống, hoặc là chúng ta không biết được cái ống nó phi bao nhiêu, cũng như mình mở cái hàm ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ kéo cái này xuống hết cỡ. Kéo xuống hết cỡ nha anh chị, chúng ta sẽ kẹp vô cái ống
và chúng ta đẩy từ dưới đẩy lên thì tự động nó sẽ siết vô ngàm và đúng lực. Sử dụng đúng lực là khi mà hai cán tay cầm nó gần như song song với nhau thì lúc đó chúng ta bóp xuống thì cái lực trên tay sẽ là tối đa. Còn nếu như anh chị mà để cái ngàm nó không đúng á, ở cái lực như thế này thì nó sẽ không có hiệu quả trong cái việc mình kẹp ngàm mình siết. Thì cái kèm Cobra Quick Set, cái mã này là 8722250, gọi là Cobra Quick Set, tức là di chuyển nhanh đó. Nó có thêm cái chốt này, nó cải tiến thêm thôi để giúp chúng ta dễ dàng trong vấn đề thao tác. Rồi khi mà vô vật liệu chúng ta sẽ đẩy lên thôi, rất là nhẹ nhàng đó, mình đẩy theo cái vòng cung nha, đó, rất là nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta cố tình đẩy lên chịu đứng thì nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Mình sẽ lướt theo cái vòng cung, nhớ là đẩy sát xuống hết cỡ rồi. Đó, rất là đơn giản thôi. Và với cây kèm 8722250 thì shop tôi đang bán mức giá là 870.000, báo giá cho tháng 7 năm 2019, gọi là kèm Cobra Quick Set. Và chúng ta sẽ đi đến cây kèm cuối cùng mang mã số là 8726250. Về tính năng sử dụng thì nó giống như hai cây kèm vừa giới thiệu 8702 và 8722. Nhưng 8726 nó có những cái đặc tính nổi trội hơn. Thứ nhất là nguyên một cái phần trên của kèm, cái phần đầu kèm được mạ chrome để tránh tình trạng rỉ sét và nhìn nó cũng chuyên nghiệp hơn. Về thứ hai, diện mạo của nó thì cái cán tay cầm dưới vừa chống trượt mà lại vừa cách điện 1000V. Vừa chống trượt vừa cách điện 1000V. Chống trượt là khi chúng ta cầm trơn thì cái này là chống trượt. Thứ hai là tránh trượt lên để tiếp xúc với dòng rò của điện để tránh bị giật. Rồi ưu điểm thứ ba là nó tích hợp luôn cả là cây quyết set, bởi vì anh chị chỉ cần kéo xuống hết cỡ và chúng ta cặp vô chúng ta đẩy lên thôi. Đó, rất là đơn giản, rất là dễ chịu. Thì khác với cây quyết set là cái cây này ví dụ như quyết set thì chúng ta phải để xuống hết cỡ như thế này rồi chúng ta mới đẩy lên tự động được. Nhưng đối với cây kèm này thì mình chỉ cần ướm thôi rồi chúng ta đẩy lên vẫn được nha. Chỉ có khi nào mình chịu lực đè kẹp vô thì nó sẽ không bị trượt xuống dưới. Đó. Còn nếu mà hơi lỏng chúng ta sẽ được đẩy lên tí xíu nữa thôi. Ok luôn. Đó. Đó là ba cái đặc tính nổi trội của cây kèm 8726250. Thì cây này shop tôi đang bán mức giá là 1.230.000, báo giá cho tháng 7 năm 2019. Vậy là mình đã giới thiệu xong với anh chị ba cây kèm nằm trong cái dòng kèm Cobra của mang thương hiệu KDBS sản xuất tại Đức. 8702250 là cây kèm Cobra tính năng cơ bản nhất, giá bán là 830.000. 8722250 là cái cây kèm Quick Set của Cobra, giá bán là 870.000. Và cái dòng cao nhất chính là cái mã 8726250, giá bán là 1.230.000. Đây là những dòng kèm chuyên dùng để siết mở ống, mở con tán thì anh chị lưu ý nó sẽ bị cắn làm hư con tán của mình nếu mình dùng quá lực, nó nhai cái đầu răng luôn á. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc 0985532832 hoặc truy cập vào website shoptool.com.vn hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.